Paju, ngày dương lịch là ngày 4 tháng 8 năm 2024, âm lịch là ngày 1 tháng 7. Chúng ta bắt đầu tháng Vu Lan. Trong năm thì có 2 tháng, đó là tháng Phật Đản và tháng Vu Lan, là cao điểm những lễ quan trọng của người con Phật. Rất là may mắn năm nay ngày mùng 1, tức là ngày đầu tháng 7, cũng như là ngày 15 tháng 7 là ngày rằm Vu Lan, đều rơi vào Chủ nhật. Đây là một điều rất là hiếm có. Chúng ta thấy ở Hàn Quốc thì chúng ta chỉ đi chùa vào Chủ nhật được thôi. Cho nên những cái ngày mà lễ lớn của Phật giáo mà tính theo ngày âm lịch đó, thì rất hiếm khi nó rơi vào Chủ nhật. Rất là nhiều năm qua rồi thì năm nay mình mới có một cái đại lễ Vu Lan. Ngày âm lịch là đúng 15 tháng 7 mà lại rơi vào Chủ nhật, và lại đúng cái kỳ nghỉ hè của anh chị em. Thì dự kiến năm nay là mọi người sẽ thuận tiện hơn trong cái việc mà đi tham dự lễ hội báo hiếu, Vu Lan báo hiếu. Nhưng mà cũng có rất là nhiều em du học sinh thì mình đi làm thêm thì cũng không được nghỉ ngày Chủ nhật, nhất là các em làm trong quán thì lại càng không được nghỉ Chủ nhật. Đó thì để phương tiện thì chùa mình tuần sau là Chủ nhật tuần sau thì mình sẽ có tổ chức một ngày khóa tu, ngày an lạc định kỳ ở thủ đô Seoul, chùa Phổ Môn. Thì các em nào mà đúng rằm Vu Lan, rằm tháng 7 mà mình không về chùa được thì mình có thể tuần sau Chủ nhật mình đi chùa ở Seoul. Thì tuần sau chùa cũng có cài hoa hồng, và tuy là cái nghi lễ nó sẽ không dài đủ như là ở chùa mình là lễ chính, nhưng mà cũng đủ những cái nội dung căn bản là tụng kinh Vu Lan báo hiếu, cảm niệm Vu Lan, rồi cài hoa hồng. Rồi các bạn cũng có 1-2 tiết mục biểu diễn văn nghệ. Tuần sau nếu mà bạn nào mà lên Seoul, bạn nào đang ở Seoul thì mình đi tham dự ha. Còn dĩ nhiên là lễ chính của chùa mình thì nó bao gồm từ đêm trước, đêm rằm 14, hồi nãy ngồi ăn cơm trưa thì cô cũng đã có nhắc rồi. Tức là các bạn có thể về chùa từ chiều thứ Bảy. Chiều thứ Bảy thì mình sẽ có sám hối nè, rồi thắp nến tri ân, tại vì rằm tháng 7 là tri ân ba mẹ, tri ân thầy tổ ha. Cũng là cái ngày mà tăng ni là ra hạ tự tứ, là tăng ni thêm 1 tuổi. Từ khi mình đi tu á thì là không có tính cái tuổi đời mà sẽ tính cái tuổi đạo, nghĩa là quý thầy quý sư cô là từ rằm tháng 4 là đi nhập hạ cho tới rằm tháng 7 là mình ra hạ, thì 3 tháng đó là quý thầy sư cô được tính thêm 1 tuổi, cái đó gọi là hạ lạp. Thì cái ngày rằm tháng 7 đối với trong nhà Phật là ngày mà quý Phật tử kiểu như mừng sinh nhật cho quý thầy quý sư cô, đó là quý thầy quý sư cô thêm được 1 tuổi mới, đó là thêm một cái tuổi đạo. Tại vì trong 3 tháng an cư là mình thúc liễm thân tâm và tinh tấn tu học. Là rằm tháng 7 thì đêm 14 tháng 7 mình sẽ có thắp nến tri ân và thiền trà. Rồi tới ngày 9, ngày rằm tháng 7 thì mình sẽ có lễ cài hoa, lễ cài hoa hồng, có văn nghệ, có cúng thí thực. Và chúng ta biết là tháng 7 là theo truyền thống của Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ dưới địa ngục, cho nên là mình sẽ có một cái trai đàn nhỏ. Mình không có làm trai đàn chẩn tế to giống các chùa lớn được, nhưng mà mình cũng có một cái mâm cúng thí thực chỉnh chu trang nghiêm, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ. Cho quý vị đi chùa mình á, thì vị nào mà ký gửi hương linh tại chùa rồi thì thôi, vị nào mà chưa có ghi danh cầu siêu thì mình có thể ghi danh cầu siêu. Từ đây tới hết tháng 7 thì chùa sẽ tụng kinh cầu siêu, tụng kinh Vu Lan, cầu siêu của huyền thất tổ. Và chiều rằm tháng 7 thì mình sẽ có lễ quy y tam bảo. Đây là một trong những cái lễ quy y tam bảo lớn nhất trong năm của chùa mình. Các bạn quy y tam bảo vào dịp rằm tháng 7 thường là rất là đông. Thì mình sẽ có quy y tam bảo và sau đó mình sinh hoạt đạo tràng, đó là chương trình Vu Lan. Và đặc biệt là quý vị biết, ngoài Vu Lan ra chúng ta còn có tham dự cái lễ hội thất tịch, đúng không? Lễ hội thất tịch không phải do chùa mình tổ chức mà là do chùa Phổ Môn tổ chức tại thủ đô Seoul, nhưng chùa mình là cúng dường toàn bộ cái quầy ẩm thực chay, bao gồm các món như là phở chay, bánh mì chay, gỏi cuốn, bì cuốn chay, bánh bao chay và các mực cứ quầy giải khác nữa. Thì chùa mình sẽ chuẩn bị khoảng vài ngàn phần ăn chay để cúng dường cho lễ hội. Thì quý bà con Phật tử nào ở Việt Nam đang ở Seoul thì thứ sáu tuần sau quý vị mà đi phụ được thì về chùa từ sớm. Quý vị không đi phụ được thì quý vị chỉ cần đi tham dự lễ hội, thì khoảng 5 giờ chiều quý vị có mặt tại quảng trường ở trên Seoul đó, thì chùa sẽ có quầy chay cho quý vị dùng cơm chay miễn phí. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Kinh Trung Bộ. Hôm nay là mình học một loạt bài luôn, Kinh Trung Bộ 131, 132, 133, 134. 4 bài kinh này đều có nội dung như nhau. Hồi sáng cô có nói rồi đúng không? 4 bài kinh này nội dung như nhau, đều có một cái nội dung, đó là Kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Và bài kinh này đối với Phật giáo Nam truyền được xem là bát nhã tâm kinh của Phật giáo Nam truyền. Đó là lý do hồi sáng cô nói các bạn phải ráng nghe bài kinh này. Chúng ta thấy mỗi ngày mình đều tụng bát nhã tâm kinh đúng không? Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Tâm kinh là gì? Tâm kinh là cái bài kinh mà mình phải thuộc, phải nhớ trong tâm, phải ghi nằm lòng luôn á. Như là tâm kinh mình viết cho mình á, cái bài mà không thể quên được, cái bài học nằm lòng, cái bài gối đầu giường của mình á, gọi là tâm kinh. Vậy thì bát nhã là trí tuệ. Thì tức là bên Phật giáo Bắc truyền mình có cái bài bát nhã tâm kinh, mà chúng ta thấy sau mỗi giờ công phu của mình đều đọc bát nhã không? Không có hôm nào mình không đọc bát nhã hết. Vậy thì bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả này, bài kinh hôm nay mình học nè, là bát nhã tâm kinh của Phật giáo Nam truyền. Cái nội dung cực kỳ sâu sắc và cực kỳ quan trọng. Và đây cô cũng nghĩ đó là cái tinh túy của Phật giáo, cũng là cái điểm khu biệt giữa triết học Phật giáo với các cái nền triết học khác. Vì nó rất là ngắn thôi, nó chỉ có 16 câu thôi. Mỗi câu có 5 chữ mà chỉ có 16 câu. Bạn nào mà nhớ nhanh là hôm nay, ngay hôm nay thuộc luôn được bài kinh này. Nhưng mà nó lại là tâm kinh mà mình phải nhớ hàng ngày. Và nó gói toàn bộ cái tinh yếu của Phật giáo nằm trong đây. Bài kinh này cũng là bài kinh mà chúng ta đọc mỗi ngày. Bởi vậy nãy cô kêu em lấy quyển kinh này ra nè. Chút nữa cô đọc những câu kệ đầu tiên là quý vị sẽ thấy rất là quen. Nhất là những vị nào mà đi sinh hoạt với đạo tràng, mình đọc quyển này mỗi ngày. Sáng chiều 2 lần với sư cô đúng không? Thì cái kinh Nhất Dạ Hiền Giả là được sư phụ mình dịch ra và nhét vô trong cái nghi thức của mình. Cho bữa giờ mình đọc mà mình không biết đó, bữa nay mình mới học được bài kinh này đúng không? Cho nên đây là bài kinh quý vị ráng cố gắng nghe ha. Thì nội dung kinh vì nó quá là quan trọng như vậy, cô nghĩ là ở cái tầm quan trọng như vậy cho nên liên tục 131, 132, 133, 134, 4 bài kinh này chỉ có tựa đề khác nhau, nội dung y chang nhau. Cho nên hôm nay là mình học một buổi mà được 4 bài đó. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào kinh, chánh kinh. Cái phần chánh kinh này là cô đã gửi cho quý vị qua nhóm Zalo của đạo tràng rồi, đúng không? Quý vị nào mà không có trong nhóm Zalo của đạo tràng thì quý vị chỉ cần search đó, trong năm trong cõi người ta gì không biết là tra Google. Rồi có thể search đó là Kinh Trung Bộ, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì cũng ra cái bài này ha. Thì nó rất là ngắn thôi, mình đọc chánh kinh chút xíu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá Anathapindika, là tinh xá Cấp Cô Độc đó. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, tôi vâng bạch Thế Tôn." Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn nói như sau. Quý vị mà nghe Kinh Trung Bộ mà tới đoạn này là biết cái ý nghĩa gì rồi đúng không? Gật là biết là đây là bài kinh như thế nào. Vô vấn tự thuyết, nghĩa là không có ai hỏi Đức Phật tự thuyết, đúng không? Nãy giờ có nghe ai hỏi Đức Phật gì không? Không. Có những bài kinh là có nhân duyên Đức Phật mới thuyết. Một thầy tỳ kheo nào đó đến hỏi, hoặc một người ngoại đạo đến hỏi, một vị Bà La Môn đến hỏi, một đức vua đến hỏi đạo thì Đức Phật mới nói, đúng không? Nhưng mà bài kinh này là vô vấn tự thuyết, nghĩa là không có ai hỏi, Đức Phật tự nói. Vì sao? Những cái bài kinh mà vô vấn tự thuyết là những cái bài kinh Đức Phật thấy là cần để phải giảng, nghe, nói, quan trọng. Ngài không cần ai hỏi, Ngài sẽ vẫn nói. Và cái nội dung đầu là Thế Tôn ở đâu? Ở thành Xá Vệ, Savatthi đúng không? Ở đâu nữa? Tại tinh xá của ông Anathapindika. Rồi như vậy tôi nghe, ai nghe? Ana nghe đúng không? Ana nghe mới kể lại cho mình. Vậy cái nội dung đầu này nó bao gồm cái gì? Lục chủng thành tựu hay là lục chủng chánh tín, này bữa giảng rồi đúng không? Những cái phần này giờ không giảng lại nha. Đó, những ánh mắt gật, cô rất là cảm ơn cái xóm đó. Đây là lục chủng thành tựu, giảng ở đâu, nói cho ai, ai nói, ai nghe và ghi chép lại, là xác định được đây là lời của Phật dạy, đúng không? Rồi xong lục chủng thành tựu rồi. Và cái nội dung bài kinh đó là vô vấn tự thuyết. Đức Thế Tôn thuyết: "Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng cho các ông Nhất Dạ Hiền Giả." Đây là cái tựa đề gây rất nhiều tranh cãi. Có rất nhiều cái cách để mà dịch cái cụm từ này, và đây cũng là một cụm từ khó nha. Nhưng mà vì nó khó cho nên cô để đến cuối bài cô giảng nha. Về mình sẽ đi vào cái chánh kinh, thì cái phần chánh kinh nó quan trọng hơn. Còn cái phần mà cái tựa đề kinh á thì mình sẽ nói ở cuối bài. Ta sẽ thuyết giảng cho các ông Nhất Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Rồi các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Quan trọng nè, có mấy câu thôi cho nên là phải lắng lòng nghe. Bộ kinh này siêu ngắn. Ngủ gục một giấc ngẩng mặt lên là thấy hồi hướng công đức rồi đó, cho nên phải mở mắt ra. Thiệt, bài kinh khác ngủ gục một hồi dậy rồi thấy cô còn chưa giảng xong, nhưng mà bài này ngủ gục một giấc dậy là thấy tới hồi hướng đó. Ráng nghe nha. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Nghe quen chưa? Gật rồi đó. Giờ thấy cái giá trị của việc mà ngày nào cũng tới chùa tụng kinh chưa? đó. Mấy bạn mà làm lối xóm của chùa là ráng nha, mấy bạn lối xóm xa xa nhưng mà ở Paju cũng ráng ghé tụng kinh nha. Thấy mấy đứa nó qua chùa tụng hai thời là tới hai câu là biết. Có ai đọc được đằng sau không? Giả bộ đọc thử. Giờ mà có bé Hương ở đây là một mình Hương gánh hết đạo tràng rồi đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai này, chỉ có pháp hiện tại, tự quán chính là đây, không động không lưu lay. Hành như thế, không một ai biết trước, cái chết đến lúc nào, tử thần có đợi đâu, làm sao điều định được. Gì nữa? Vì thế nên nỗ lực, tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây, an trụ trong chánh niệm. Như vậy mới xứng đáng, người biết sống một mình, người ấy đã tôn vinh đạo. Gì mà thuộc rồi, vỗ tay khen mình đi đó. Ít ra nó cũng có một chút xíu. Rồi cô ta thấy giờ cái ý nghĩa của mình tụng quan trọng không? Đó, cô khuyến khích mấy bạn ráng về chùa tụng hai thời kinh. Tự nhiên cái chùa may mắn bất ngờ. Ê, bài này mình học rồi luôn đó. Tuần sau bạn nào phát biểu Kinh Trung Bộ chọn bài này đi. Nhưng mà đó là bản dịch của sư phụ mình dịch. Mình hôm nay mình sẽ học bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu trong cái quyển này. Thì thật ra nội dung y chang, chỉ có cái văn tự nó hơi khác thôi, nhưng nội dung y chang ha. Rồi bây giờ mình sẽ học theo cái bài này. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Xuất sắc. Nguyên nhiêu đây thôi cô thấy đã là tinh chất, là nước cất, là x ở nguyên cái nội dung của Phật pháp rồi. Tại vì nó rất là tuyệt vời, nó không có cái hứa hẹn về tương lai, nó không có quay về quá khứ. Thì cái nội dung bài kinh này Phật giảng rộng về sau, đó là tại sao mình không được truy tìm quá khứ và tại sao cũng không có mong cầu tương lai. Tức là nãy mới nói là tổng thuyết và biệt thuyết đó, tức là giảng. Xong rồi mở rộng ra luôn. Thì mình có hai cái nội dung này rồi. Một cái bài kệ này, tại sao không truy tìm quá khứ vậy? Cái này cô nói quá nhiều rồi đúng không? Quý vị cũng nghe quá nhiều, tại sao không truy tìm quá khứ? Quá khứ có một cái ngày mà không có một bậc thánh nhân nào có thể làm được bất kỳ một cái điều gì. Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Đúng rồi. Cái câu chuyện cô kể rồi đúng không? Ngày mai ăn khỏi trả tiền đúng không? Cái ngày mai đó không bao giờ tới. Ngày mai đó là cái ngày không bao giờ có. Còn có một ngày, đó là ngày hôm qua. Ngày đó không có một bậc thánh nhân, vĩ nhân hay là vua quan hoặc là tổng thống, thủ tướng của bất kỳ một cái quốc gia nào có thể làm được bất kỳ chuyện gì, đó là ngày hôm qua. Tại vì sao vậy? Nó đã qua rồi, không bao giờ nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta thấy đây là sự thật, nhưng mình có sống được như vậy không? Không. Đa phần mình khổ đau vì cái gì vậy? Vì chuyện đã qua, đúng rồi. Hiện tại từ sáng tới giờ có ít nhất là 3 người đến tư vấn riêng với sư cô. Thời khóa nó khích dịch như vậy đó mà vẫn tìm được kẻ hở vô tư vấn. Thấy khổ chưa? Mà cả 3 người đều là 3 nỗi khổ niềm đau. Nghe mà rất là đau lòng và thương luôn. Là vì khổ đau vì cái gì? Vì chuyện gì? Chuyện quá khứ rồi. Chứ từ sáng tới giờ ở chùa ai ghẹo mà khổ? Hả ông, sáng giờ ai đến chùa ai ghẹo đâu khổ? Ai làm gì quạo? Không ai đụng gì mình luôn á, không ai ghẹo. Rồi ăn cơm, rồi tụng kinh, rồi giờ nghe pháp thoại, rồi ơi được ở ngoài kia trời đang nắng, mình còn được mở điều hòa, mình được uống cà phê sữa đá đồ. Mình có khổ không? Hiện tại này quý vị đang khổ không? Không. Nhưng mà tại sao đến chùa sơ hở me cô ở đâu là chụp lại để kể khổ, để tư vấn vậy? Có phải khổ chuyện quá khứ không? Đó. Vậy là mình có đang sống hiện tại không? Không. Rồi câu đầu tiên là thấy làm không được rồi. Cho nên tại sao Đức Phật không khổ mà mình con Phật mình khổ? Là tại vì Đức Phật sống trong hiện tại. Nếu quý vị hiện tại đang sống ở đây có khổ không? Không. Cô nói rồi, hiện tại đây có đang đau bệnh không? Không. Không có nhức răng, không có đau đầu, không có nợ đòi, con không kêu, chồng không chửi, má chồng không gọi, ở người nhà chưa đòi tiền, không có chuyện gì hết đúng không? Hiện đây có đang khổ không? Không. Nhưng mà hỏi trời ơi, em có khổ không? Có, con khổ lắm. Hỏi 10 người, 9 người rưỡi là khổ rồi. Cái người nửa người còn lại là không phải là không khổ mà không muốn nói nữa, không biết nói sao nữa, chứ không phải là không khổ. Vậy thì chứng tỏ mình sống với quá khứ hay hiện tại? Đúng rồi. Tụi mình cứ nhớ miên man quá khứ không à. Đức Phật giỏi vậy, tại sao mà mình quá khứ mà mình khổ nè? Phật giảng rộng ra, mình truy tìm quá khứ mình khổ là tại vì mình truy tìm cái sự hân hoan trong quá khứ. Cô gặp mà nói chuyện với các bác lớn tuổi á, ở chùa Việt Nam mình á là toàn các bạn trẻ, nhưng mà quý vị biết là cô có thời gian rất dài ở trong chùa Hàn đúng không? ở chùa Hàn á, tuổi đời bình quân của các bác Phật tử đi chùa là phải trên 65. Đúng rồi, cho nên đa phần là 70, 80. Các bác gặp cô là nựng nắng như búp bế vậy. Tại vì rất là lâu rồi chùa Hàn không có một cái ni cô nào nhỏ giống cô. Cỡ hòa thượng là 70 mấy tuổi không à, sư bà cũng 60 mấy tuổi nữa. Tự nhiên có một ni cô chút chút vô nhà. Thật ra cô cũng già đầu muốn chết rồi, đầu cũng có tóc bạc rồi, nhưng mà đối với mấy bác 80, 90 tuổi cô giống con cháu mấy bác vậy đó, cưng như búp bê vậy đó. Coi mình giống như chú Tiểu mới vô chùa á, bắt đầu ngồi kể 8, 9, 10 người cũng là cái câu bắt đầu đầu tiên là trời, ngày xưa con còn trẻ đó cô, là kể rất là lừng lẫy, một cái khóa cứ rất là lừng lẫy. Hồi đó quý vị biết chùa của hòa thượng mà ân sư của nhà mình ở dưới miền Nam, hòa thượng Từ Nguyện không? Cô đó đó Hê Trăng Niêm là chủ tịch hội Phật tử hả? Mình dịch tiếng Việt là hay là trưởng đạo tràng, dịch vậy cho dễ hiểu đi. Thì có một bác Hê Trăng Niêm của cái Phật tử ở dưới đó, bác đó là 92 tuổi giờ mới nói là bác đây hồi trẻ rất là thành công. Nghĩa là bác là một giáo sư rất là nổi tiếng của trường đại học, mà quý vị biết rồi, lương giáo sư ở Hàn Quốc là cỡ nào đúng không? Mà bác giảng dạy mấy chục năm như vậy, bác về hưu rồi bác có hết được nhận tiền không? Tiền hưu rất nhiều. Tại vì lương giáo sư rất cao, cho nên khi bác về hưu á, bác rất nhiều tiền. Mà chồng của bác á, lại là công chức nhà nước á, công nhân viên chức nhà nước mà cấp cao nữa, cho nên cái tiền hưu của chồng bác cũng siêu nhiều luôn. Rồi hai đứa con, có hai đứa con trai duy nhất, một người làm chủ tịch của một doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp, một người nữa cũng nối nghiệp cha mẹ là làm giáo sư. Cho nên thật sự là bác rất giàu luôn. Nên là bác kể quá khứ của bác không, mà bác kể quá khứ là hồi đó con đi vậy đó, nhưng mà bây giờ là trước mặt mình hiện hữu là một bà già 94 tuổi, lưng còm, da nhăn, mắt mờ, đọc chữ không rõ, sáng nào cũng nấu cháo cho sư ông hết, mà có mà nhìn cà rung tay vậy nè. Nhưng bác luôn nói về cái quá khứ. Bà hân hoan trong cái quá khứ của mình cho tới bây giờ. Cái quá khứ đó vẫn là cái niềm tự hào không? Mình đã từng rất thành công, mình đã từng rất xinh đẹp. Rồi bà có sống hiện tại mấy không? Đó. Mình truy tìm quá khứ là mình miên man, mình nhớ về gì? Nhớ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ với sự hân hoan. Đức Phật nói chính cái điều này làm cho là nguyên nhân cho mình khổ. Tại vì cái sắc đẹp đó còn không? Còn cái cảm thọ đó, cái cảm thọ mà mình đã từng được rất nhiều người tung hô và công nhận tài năng đóng góp của mình, cái cảm thọ vui đó còn không? Không. Hoặc là mình có những cái cảm thọ đã từng sung sướng. Cô cũng có gặp những vị mà đã từng trải qua nhiều cái chế độ chính trị ấy, xong rồi phải đi ra nước ngoài để sinh sống ấy. Thì cái câu chuyện của các bác, các chú kể lại luôn là ngày xưa đó, khi mà chưa có biến cố chính trị gì đó, mình được sống trong cái môi trường gia đình như vậy, trong cái môi trường giáo dục như vậy. Là sao ạ? Mình truy tìm quá khứ, cái cảm thọ quá khứ, cái tưởng tượng của quá khứ, mà cái niềm hân hoan đó mà nó còn nắm giữ được nữa không? Không. Cô nói cái chuyện hồi sáng thôi ha, các bạn mới thuyết trình Kinh Trung Bộ đúng không? Thuyết trình xong các bạn phát biểu cảm nghĩ là gì? Hồi nãy con lên con định nói cái ý này nhưng con quên mất rồi. Khi mà thuyết trình xong rồi nhớ ra có gắn lại được không? Không, đó có chút xíu đó thôi mà mình thấy mình có bắt lại được cái khoảnh khắc đó không? Dạ không, đúng không? Vậy thì mình thấy mới có hồi sáng rồi, cái chuyện tiếc nuối ngắn ngủi đó mình còn không có cơ hội làm lại, trong khi mình có đang cùng ở trong cái chu kỳ thời gian này không? Mình vẫn còn đang ngồi trong cái môi trường này không? Mình vẫn còn sư cô và các bạn đạo xung quanh đây không? Nhưng mình còn cái cơ hội để thuyết trình lại không? Dạ hết rồi. Vậy thì mình nhớ về cái chuyện quá khứ mà vài chục năm trước mình đã từng thành công, mình đã từng xinh đẹp, mình đã từng sống trong cái chế độ nào đó, mình đã từng có một cái gia tài nào đó, nó có ích lợi gì cho bây giờ mình không? Không. Cho nên đặc biệt các em mà qua đây chọn Hàn Quốc để làm cái quê hương thứ hai của mình, bớt cái tưởng lại, bớt cái nhớ về quá khứ lại, mình phải sống chánh niệm với hiện tại. Đây là quê hương của mình đã có gia đình ở đây, mình có bố mẹ chồng, mình có con cái, mình có trách nhiệm với cái thế hệ thứ hai của mình ở đây. Hiểu không? Đó gọi là sống trọn vẹn với hiện tại. Chứ mình qua đây rồi nhưng mà mình luôn đem cái văn hóa Việt Nam để mình phải so sánh, là mình áp đặt gia đình nhà chồng phải sống theo cái nếp văn hóa của mình rất là dễ bị mâu thuẫn gia đình. Ý cô nói vấn đề đây, cô mới bị một trường hợp xong, tức là chị đó là ở Việt Nam là đi chùa, đi công quả, xong rồi khi mà gia đình mà có người mất á, là sẽ đem lên chùa để cúng 7 tuần thất, 49 ngày là cúng 7 tuần thất. Thì khi mà má mất ở đây á, thì chỉ muốn làm như vậy, nhưng mà gia đình chồng có cùng quan điểm truyền thống đâu? Dạ không. Gia đình chồng không có nhu cầu đi chùa để cúng thất cho người thân đã qua đời, nhưng đó là mẹ ruột của mình. Chị không có hạnh phúc, chị rất khổ đau. Mất mẹ đã là một nỗi đau lớn rồi, nhưng mà mẹ mất rồi mà không cúng, rồi giờ cúng cơm á, cúng cơm ở nhà Việt Nam mình là có người thân qua đời là mình làm cái bàn thờ mình cúng mâm cơm đúng không? Mình cúng mâm cơm, thậm chí mà mình có điều kiện mình thỉnh quý thầy cô về cúng cho mình nữa. Ồ, nhưng mà chị bày cơm ra là má chồng không có vui. kêu làm đám ở chỗ, làm đám ở nhà tang lễ rồi về nhà cúng cho ai nữa. Nhưng mà mẹ mới mất hôm qua, ở nhà tang lễ là ở nhà tang lễ. Mà thật ra cái lúc ở nhà tang lễ, nhà chồng không có cùng một cái quan điểm tôn giáo tín ngưỡng, cho nên là lúc ở nhà tang lễ cũng không cúng cơm trên bàn thờ luôn. Quý vị biết ở nhà tang lễ ở bệnh viện thì là cái cơm mà người ta chỉ chuẩn bị cơm cho khách đến ăn thôi, chứ người ta không có chuẩn bị cơm cúng trên bàn thờ. Cái cơm cúng trên bàn thờ là mình phải chuẩn bị, đúng không? Ở đây ai có trải nghiệm rồi, ai có người thân mà mất ở Hàn Quốc này rồi thì biết, đúng không? Cái cơm đó giơ tay liền, đúng không? Mấy chị đi làm dâu chồng Hàn là vậy đó, đúng không? Cái cơm trên bàn thờ mình, thậm chí chồng mình mất luôn, cái cơm trên bàn thờ rồi nước trà, bánh, hoa quả, nhang, đèn là mình chuẩn bị đó. Chứ nhà hoàng họ đâu có chuẩn bị cho mình cái đó. Nhưng mà cái người mới mất là thông thường mình cúng cơm 3 bữa, ít nhất cũng được 1 bữa trưa, phải không? Nhưng mà lúc mà mẹ mất ở nhà tang lễ là chùa, nhà chồng cũng không có cúng rồi, xong rồi về cũng không có cúng gì, nên là gia đình cứ lục đục hoài. Chị khổ lắm, chị khóc hoài, gọi điện cho cô khóc hoài, làm sao giờ? Mà vì cái công chuyện làm không phải là gần chùa nữa, cuối tuần cũng không có về được, tại còn 2 đứa con nhỏ, mà cuối tuần là phải có với mẹ chồng nữa, mẹ chồng, cha chồng, rồi 2 đứa nhỏ nữa, cho nên là cuối tuần không có đi chùa được. Nhưng mà mẹ mình mất thì sao? Rất là đau lòng. Vậy cô thấy là nếu như mà mình cứ liên tưởng và mình áp đặt cái quan điểm đó mà cho bên này, mình sẽ khổ đau quá nha. Giờ mình phải hài hòa, mình phải nhu nhuyến cái văn hóa hai bên cho nó đều. Dĩ nhiên là Hàn Quốc cũng có cái văn hóa là cúng bái cho người thân qua đời, nhưng mà trong cái gia đình chồng mà có cùng cái niềm tin tín ngưỡng với mình thì gia đình chồng mới đến chùa Hàn, đúng không? Có gật đúng không? Nhiều chị cũng rất may mắn, như bữa rồi chùa mình có chị đó là ngoài đời là song bê của sư cô đó, là học chung trường năm trên đó, chị đi lấy chồng. Mà thật ra chị đó không phải là Phật tử, không biết gì về Phật pháp hết, nhưng mà chị lấy chồng Hàn, má chồng lại là Phật tử thuần thành, chính má chồng lái xe chở con dâu với cháu nội đi chùa hàng tuần. Chị không biết lái xe nữa, má chồng lái xe chở đi. Rồi chị đến đây chị đâu có biết làm gì đâu, biết là mến cô, tại vì cô là đàn em học ở trong trường, rất là mến nhau, thương nhau thì tới chùa thăm cô, chứ tới chùa không biết làm gì hết. Nhưng mà má chồng chỉ nha, má chồng chỉ kêu là thỉnh cái đèn cày đi con, rồi đá tháp lên, lại ba lạy, trời Seven, trời Seven. Má chồng đứng bên suối con dâu vậy đó, mà con dâu người Việt Nam đi chùa Việt Nam mà không biết một cái nghi lễ gì hết, má chồng người Hàn đứng suối. Rồi mình còn cái đèn cày của chị nè là má chồng ghi luôn. Chị không biết ghi cầu an như nào luôn, mà má chồng ngồi miệt mài ghi, mà ghi 5-6 cây đèn vậy. Rồi cuối cùng cô đọc cái danh sách, má chồng toàn ghi tên cháu nội không, là con chị. Thấy thương không? Tức là có những chị rất là may mắn là đi lấy chồng mà gia đình chồng có cùng cái niềm tin tôn giáo thì rất là dễ thương. Gặp má chồng vậy thôi chứ cu te hột me quá, đúng không? Nhà ngay Incheon đây thôi, tuần nào má chồng cũng chở con dâu với lại cháu nội về chùa, suối con dâu lạy Phật nè, suối con dâu thỉnh đèn cầu an, rồi thấy thương vô cùng. Nhưng mà nếu mình không gặp được gia đình như vậy thì mình phải hài hòa cái văn hóa, một nén tâm hương cũng dâng lại cho mẹ. Bất cứ cái lúc nào mình làm được việc thiện việc lành, mình nằm yên mình niệm Phật, mình chánh niệm trong từng hành vi, chánh niệm trong hiện tại, mình hồi hướng công đức cho mẹ, được không? Được. Chứ mình cứ khăng cái quá khứ của mình là như vậy, xuất xứ của mình là như vậy, niềm tin của mình là như vậy, mà mình cứ sống với quá khứ đó có ổn không? Cũng không ổn mấy hết. Đó. Đó, cái khổ đau của mỗi người mỗi nhà nó có mỗi khác, đúng không? Nếu như mà mình thấy nó hài hòa, mình sống được với hiện tại thì mình sẽ bớt khổ, nhưng đa phần là mình nghĩ về quá khứ. Cho nên Đức Phật mới nói rồi đó, mình tưởng tượng cái đó. Thiền sư Trúc Lâm của mình, sư ông Thanh Từ đó, có một câu rất là hay là mộng ở trong mộng. Tức là mình đang sống trong một cái cõi mộng, nhưng mà mình vẫn nằm mộng giữa ban ngày thêm một lần nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình không có chánh niệm hiện tại, mình không có chánh niệm hiện tại. Thì mình chỉ có nhớ về quá khứ, nó đem đến những cái khái lạc giác quan. Nếu như cô ngồi đây, bây giờ cô đã là tu sĩ rồi, nhưng mà cô sẽ nhớ đến những cái trò chơi vui thú mà trước khi mình làm tu sĩ, mình thoải mái chơi những cái trò chơi mà người ta sẽ không có đánh giá gì hết, mình làm ra tiền, mình có thể quyền có những trò chơi đó, đúng không? Hoặc là thậm chí mình đi quán cà phê, mình uống ly cà phê, có ai chửi vô mặt mình không? Không. Ủa, mình đi uống cà phê là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ cô cạo đầu mà cô mặc cái đồ này mà cô vô quán cà phê, cô kêu ly cà phê, có bị chửi không? Cho có khả năng bị chửi nha. Có khả năng bị chửi. Vậy thì mình cứ nhớ lại, ủa cái hồi đó mình làm gì mình đâu bị chửi đâu, rồi bây giờ mình tiếc nuối, nó có ổn không? Không ổn. Khi mình vui với cái hiện tại, mình chánh niệm với cái hiện tại, mình biết mình đang làm cái gì, thì mình sẽ bớt khổ dữ lắm. Chờ quý vị quay lại nhìn lại mình chút xíu. Giờ những cái nỗi khổ niềm đau của mình 80% là do đâu? Do mình nuối tiếc quá khứ hay là do mình mong cầu tương lai? Rồi bây giờ nói tới cái mong cầu tương lai này, cái này là bị nhiều người có nhiều cái luồng tư tưởng trái chiều nếu mà chưa hiểu kỹ. Quý vị mà học A Tỳ Đàm học duy thức học để phân tích cái tâm của mình, bao nhiêu loại tâm sở, thì mình sẽ biết cái chỗ này khỏi có mà cãi lộn. Nhưng mà mình vì mình hiểu ít quá về cái tâm của mình cho nên mình dễ cãi. Tức là khi cô nói là mình đừng có mong cầu đến tương lai, à là bắt đầu là nhiều người sẽ công kích ngược lại, nếu vậy sao xã hội phát triển, không có mục tiêu đi tới, không có lý tưởng gì hết. Như vậy là cái quan điểm của Phật giáo mà thiểu dục tri túc chánh niệm hiện tại là làm cho sao ta xã hội không có phát triển được. Không, Phật giáo là một cái tôn giáo rất phù hợp với khoa học và hiện đại, không có làm cho xã hội không phát triển. Cái người mà tập trung vào hiện tại, người đó cái hiệu suất làm việc có cao hơn cái người mà luôn luôn tưởng tượng tới ngày mai không? Bây giờ tụi em ngồi đây mà nấu nồi canh cho chùa, nhưng tụi em biết tụi em đang làm gì, tụi em có nấu trọn vẹn cái món canh đó không? Nhưng mà đứng trước cái nồi canh nấu trưa nay cho đại chúng ăn, nhưng mà nghĩ tới tuần sau là mình có lễ hội nè, mình sẽ làm cái gì, thay vì là bỏ muối, bỏ nguyên cái thao đường vô, rồi mọi người ăn được cái gì? Hiểu ý cô nói không? Đó là một việc rất nhỏ thôi. Hoặc mình đang lái xe, bây giờ mình đang lái xe, đang kẹt xe thiệt, nhưng nếu mình tránh niệm, mình chỉ nhớ cái chuyện đang lái xe thôi, thì mình có gây tai nạn không? Không. Nhưng mà người mình có làm được vậy không? Không. Đang lái xe mà còn kẹt xe nữa, mình sẽ tưởng tượng tới ngày mai hẹn ai làm gì, đi có con đường nào, mình cứ tưởng tượng như vậy mình sẽ trôi, đúng không? Rất nhiều người lái xe mà nghĩ đến chuyện khác cho nên sao? Gây tai nạn. Đó, gật liền, ai lái xe là gật liền, nói đâu trúng đó. Thì cái lúc mình dê xe mà mình tập trung vô cái chuyện mình dê xe đi, là mình dê xe thành công không? Dê xong rồi nói, đúng không? Không. Nhưng mà mình nói cái chuyện gì? Dê cái xe ra khỏi cái chùa này rồi đi tới chỗ nào? Chính vì cái chuyện mình nghĩ tới cái tương lai chút xíu là mình đi tới đâu đó, là cái hiện tại mình có đánh mất không? Đó. Cho nên không phải là Đức Phật nói sai đâu. Quý vị hãy tin một cái niềm tin sâu sắc trong lòng mình. Bậc chánh đẳng chánh giác không có nói sai. Vậy có nhiều người lý luận ngược lại nữa cô. Không, con phải tưởng tượng tới tương lai con mới có động lực để phấn đấu. Hỏi tưởng tượng tới tương lai có động lực phấn đấu là gì? Ủa sao bây giờ mình không nghĩ là mình sống trọn vẹn ở đây đi? Không, lúc nào cũng vậy. Xong rồi phải nghĩ như vậy là con phải có tương lai nè, sắm xe nè, cưới vợ nè, mua nhà nè, ra riêng nè. Mình nghĩ như vậy là hạnh phúc không? Mình hân hoan trong cái tương lai đó không? Vui. Mấy người đang yêu bữa đâu Cường với Hằng nè, trời ơi, nó nói là con là người hướng ngoại cô. Tại vì không, cô không nói con, hai bạn kia, bạn cao cao đó, bạn lúc nào cũng cười, tại sao? Bạn đang sống trong một cái niềm vui hân hoan ở tương lai là bạn sẽ kết hôn được với cái bạn này. Cho nên chùa mình bữa giờ âm thầm chuẩn bị lễ Hàng Thuận tùm lum rồi đó, mua khăn trải bàn cũng ráng mua màu hồng chứ không mua màu vàng nữa, để mốt cái tân lang tân nương rồi giờ trồng cái cây gì tụi nó cũng suy nghĩ là tới lễ Hoàng Thuận ở chùa thì sẽ có cái bông gì nở nữa. Tức là bây giờ là âm thầm là chuẩn bị lễ Hàng Thuận rồi. Tức là sao ạ? Mình nghĩ tới tương lai mình vui đó. Chùa mình bữa trước có một em phụng sự viên cũng vậy nè, đang yêu mà chưa được người ta yêu lại, đang crush người ta thôi, nhỏ kia chưa có hề thương luôn á, mà lợi tưới cây với sư cô mà cái xối này cứ cười, cô chửi nó cũng cười, mà nó tưới hư, nó tưới sai, cô chửi nên vẫn cười. Nói chung là 24 giờ trong ngày lúc nào cũng vui hết á. Mà nhìn cái mặt nó mắc cười lắm, rất mắc cười luôn, là tại sao đang crush người ta mà nó vui vậy đó. Là sao vậy? Tại vì có sống với hiện tại không? Hiện tại đang bị cô chửi, đúng ra phải ít ra trong bụng không buồn đi, cái giao diện cũng phải tỏ vẻ là hối lỗi một chút xíu, không vẫn cười. Tại sao bạn cứ nghĩ tới cái tương lai là cái em đó sẽ qua tới Hàn Quốc, tại lúc bạn crush em đó là em đó đang còn Việt Nam. Cứ nghĩ tới cái ngày ẻm qua tới Hàn mình sẽ tổng công kích, tổng tấn công, rồi mình sẽ có em trong đời, rồi xui vui suốt ngày. Nhưng mà đời thường không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Em qua đây mới có 6 tháng em có bạn trai khác, có bạn trai quen ở Hàn Quốc, và em đá cái anh kia ra đường, và lúc đó là trời ơi cả bầu trời sụp đổ. Lúc đó còn vui nữa không? Mặt ị ra một đống. Nên là luôn sống không có chánh niệm ở hiện tại. Cô nói ai nhà mình biết mà, đúng không? Đối tượng đó cũng đang nghe đó đó. Tức là nghĩ là em đó qua hàng, mình với trái tim chân thành mình sẽ cua được. Nhưng mà em đó qua hàng chắc gì em đã thích mình, em có cơ hội để thích nhiều người khác chứ. Không, em không thích mình thiệt. Cuối cùng là thất tình. Ở đây không có, bạn đó ở miền Nam. Đổ thừa. Vậy là ở đây có ai đó hả? Chút nữa mình nói chuyện sau nha. Trời ơi. Đó. Vậy thì cái lúc mà đến đây tưới cây, tưới hoa, tụng kinh với sư cô có chánh niệm hiện tại không? Không. Trong lòng chỉ nhớ cái crush đó sắp sửa qua hàng thôi. Cái hân hoan, cái ảo ảnh, cái mộng trong mộng ở tương lai đó. Mà cứ nói làm như vậy, con có cái gì để tiến tới, con có cái động lực để nỗ lực. Không, xạo đó. Đúng rồi, bữa em nào mới nói gia trưởng mới lo được cho em. Bây giờ chánh niệm hiện tại chỗ này nè, học cho thiệt giỏi, lấy bằng xa hê thôn hấp, đổi được quốc tịch, đổi được thẻ cư trú dài hạn, kiếm được nhiều tiền đi, em nó tự tới. Thiệt. Phụ nữ sẽ bị chinh phục bởi những người đàn ông mà nói được, làm được, bảo đảm được cho mình cái cuộc sống hạnh phúc bằng chính cái hành động, chứ không phải là bằng những lời có cánh. Nhưng mà tương lai thì mờ mịt. đúng không? Nhìn về tương lai mình thấy sao sông rộng đường dài, ai dám về với mình. Mà mình cứ cười với một trái tim chân thành như vậy, mình trái tim chân thành đã phải chuyển hóa thành hành động chứ, rồi cái đối tượng đó nó sẽ tìm tới chứ. Mà cô kêu chánh niệm hiện tại thì không chịu. À, đi chùa với cô kêu chánh niệm hiện tại đi không, kêu làm cái việc gì phải trọn vẹn cái việc đó đi không, làm cái việc này mà nghĩ coi em đó đang ở đâu, mình làm cái công tác này mà cứ coi progress của mình ở cái khúc nào, cho nên bị chửi hoài. Mà em đó thấy cô chửi cái bạn đó hoài, thấy bạn đó không có đáng tin cậy rồi, có thích luôn mình được không? Không thích mình được đâu. Cho nên làm cái gì phải chánh niệm trong cái việc đó. Cô nói anh chị em đi làm cũng vậy, cho dù mình đang có lo lắng về cái việc gì đó, cho dù mình đang có cái không hài lòng trong cái mối quan hệ tình cảm, cái chuyện gì đó, nhưng nó phải có từng ngăn. Lúc mình đi làm rồi, mình để toàn tâm toàn ý vô cái việc của mình làm, vậy thì mình sẽ hạn chế tối đa cái gì sơ suất trong công việc, không xảy ra tai nạn lao động. Vậy có ổn định không? Ổn định. À, cho nên cái việc mà chánh niệm hiện tại nó có giá trị không? Mình cứ nghĩ là mình phải lo xa, mình nghĩ về tương lai, kế hoạch 5 năm, 10 năm, có vẻ như là thành công đó. Nhưng đa phần á, cô nói rồi, địa ngục chứa đầy những giấc mơ đẹp. Không, đừng có hứa hẹn tương lai. Tại vì mình không có cái nền tảng hiện tại, đâu có kiến thức gì về tài chính đâu có cái kiến thức gì đầu tư chứng khoán hay là tiền số, tiền ảo gì đâu. Mà mình cứ nghĩ đến là mình sẽ trúng một cái gì đó rất là giàu, giống như trúng độc đắc. Khi nào trúng lotto, trúng gió thì dễ chứ trúng lotto đâu có dễ. Mà đấy, cứ thấy người này in tưng, người kia y tưng, cái xin vía tùm lum, xin vía hoài. Nếu ai xin vía cũng được, có mai nghèo không? Không. Mà cái công ty sổ số kiến thức kiến thiết luôn giàu, lợi nhuận cao lắm, gật đầu đúng không? Mấy bạn thử coi báo cáo tài chính của mấy công ty kiến thiết sổ số coi. Vậy là đó, chó chơi đánh bài hay sao mà ở dưới nói leo kìa, nhà cái giàu lắm. Đúng rồi, nhà cái cũng sẽ luôn giàu, mấy người đi đánh bài là không bao giờ giàu, hiểu không? Cô nói công nhận á, chứ mình đừng có nghĩ là mình sẽ chờ trúng lotto mình mới làm việc thiện. Vậy mình có thể làm việc thiện gì không? Không bao giờ. À, đặt kế hoạch quá rồi, vậy cái kế hoạch đó nó phải có cái nền tảng từ hiện tại. Mình làm cái gì đang hiện tại. Cứ chờ mấy bạn đến chùa nó nói này đụng chạm nè, kêu thuyết trình Kinh Trung Bộ, thôi con ngại lắm, con sợ lắm, con không biết gì đâu, con không biết gì để nói, chờ mai mốt con biết chứ. Không có đi chùa, không có nói, không chịu thuyết trình Kinh Trung Bộ, chờ tới khi nào mới nói nữa, đúng không? Bây giờ chưa nói được nhưng mà vẫn nói thì mới được kìa. Cô cũng nói cái chuyện này hoài luôn á, bởi chùa mình mất khách hoài luôn. Có nhiều chị không biết nấu ăn ở nhà ngon không, nhưng mà vô chùa lúc nào cũng chê cơm chùa dở, chê món này nấu chưa tới, chê món kia nấu không được. Nó còn nấu ngon lắm, cô Việt Nam con toàn là nấu cúng cho các chùa. Vậy thì vô đây cô nấu một bữa giùm em, cảm ơn. Không có bao giờ nấu hết á, mà em nào nấu vô cũng chê hết trơn. Mấy người đó là cô cũng không hy vọng người ta tới nấu cho mình ăn đâu. Còn cái em nào mà cô giao công việc đó, nói con không có biết nấu thiệt, nhưng mà để con thử nấu cô. Bữa nay mình vỗ tay khen Vĩ đi, vỗ tay khen Hiếu nữa, ai nữa, Hạnh nữa, ai nữa, nguyên cái bếp thì quá giỏi rồi. Đó, tuần trước đó là thấy chùa không có đầu bếp, cái em bếp trưởng của chùa em bị đứt cái ngón tay rồi, cho nên là không có nấu ăn được. Thế là sao? Vĩ chưa từng nấu ăn trong chùa mình đó. Em là du học sinh lao động qua đây thôi, nhỏ xíu siêu. Mà em nói dạ tuần này con sẽ nấu được một món cô. Không có dám lãnh luôn cái bếp, là biết là không có đủ khả năng. Nhưng mà con xin cúng dường một món, hỏi con món gì, đậu hũ sốt cà, con bảo đảm cô ngon. Mà trưa nay ngon không quý vị? Đó. Xong rồi bé Hương cúng một món gì? Xiên que, ngon không? Dạ cũng ngon. Xong rồi ai cúng món gì nữa? Hiếu nữa đúng không? Hiếu thấy Vĩ nấu đậu hũ sốt cà cho nên Hiếu nói là con sẽ xào rau. Cô hỏi con xào rau gì? Nói con chắc chắn sẽ xào được một món rau, mà hôm nay có rau xào ngon không? Dạ. Thì cô rất đánh giá cao cái tinh thần mà tụi em làm được cái gì ở hiện tại này. Chứ chờ để con đi học chứng chỉ nấu ăn về rồi con vô nấu là chắc không có ăn đâu. Thôi đừng có chờ mà nấu cho giỏi. Mình cứ vô nấu đi mình mới giỏi đúng không? Mình cứ phải tu đi mình mới có chánh niệm. Mình cứ phải ráng tu đi mình mới thấy là mình phải tạo phước đi mình mới có phước. Hiểu không? Rồi con sân si lắm, con chưa quy y được đâu cô, con chưa có vô chùa được đâu cô. Ủa tại sân si mới đi chùa đó. Cô nói 8.000 lần rồi. Hết sân là thành gì? Thành thánh. Lên đây ngồi cho người ta lại chứ đi chùa làm chi nữa, người ta sợ. Hết sân là thành thánh. Hết sân, hết si, hết tham. Kể cả quý thầy, quý sư cô còn sân, còn thê si, còn tham không? Còn cái sao không? Còn nên mới tu. Chứ còn không còn thì là thành gì? Cô nói là thành A-la-hán. Hết sân, hết tham, hết si, chỉ có A-la-hán thôi. Vậy mà lúc nào cũng biện minh cho cái việc mình không đi chùa là trời ơi, con còn sân si lắm cô, con khẩu nghiệp lắm cô, con không đi chùa. Chính tại sân si với khẩu nghiệp nên mới ráng đi đó. Đi mới bớt. Nhờ tôi đi chùa cho nên tôi bớt dữ lắm người đó chứ còn đó. Bữa mình thiền trà nghe em Tiên em tâm sự không? Rồi đó còn nóng lắm cô. Con gái mà nóng vậy luôn á. Nóng tới mức mà nói không được là súc luôn á. Chị Dung, chị cũng nói đúng không, cô không tưởng tượng nổi chị Dung là người có thể nóng tính như vậy mà chị Dung nói vậy đó. Nóng mà tụi con vợ liên tà luôn, tiếng Việt Nam gọi là gì, bốc khói trên đầu luôn. Chị nói vậy đó, nóng tính như vậy đó. Mà từ bữa con đi chùa đến giờ con bớt rồi con. Mà bớt thì con, cái chuyện mà bớt sân của hai chị em đó được cả đạo tràng mình công nhận không? Bằng cái cách gì? Hôm Tết mình có bầu không? Mình có bầu chọn phụng sự viên ưu tú để mình tặng quà không? Ai là người có phiếu bầu cao nhất chùa? Cô Tiên với Nam. Nam thì chắc là đi cửa sau shop đi vận động phiếu bầu cửa sau rồi, chứ còn Tiên là mình thấy cả đạo tràng công nhận không? Gần như trong, cô nói một cái phiếu là được bầu 3 người đúng không? Gần như tuyệt đối 95% mọi phiếu bầu đều ghi tên cô Tiên đầu tiên. Thì chứng tỏ là nếu em Tiên mà còn mang nguyên cái cục sơn đó đến chùa thì có được thầy yêu bạn mến vậy không? Không. Vậy chứng tỏ Phật Pháp đã chuyển hóa như thế nào? Đó, chính nhờ sân mới đi chùa đó chứ. Chứ hết rồi đi chi nữa, đi làm thánh, đi du phương giáo hóa người ta chứ khỏi đi đến đây tu học, hiểu ý không? Cho nên giờ mình nhớ ở đây thì cái vui thích trong cái sự hân hoan về tương lai chỉ là một cái ảo ảnh thôi. Rồi cái truy tìm về quá khứ nó cũng qua rồi. Cái quan trọng mà mình thật ra cái này nói tới A Ti Đàm đó ha, là cái tâm mà chúng ta cứ nghĩ về tương lai, mong muốn mình được cái này, mong muốn là thọ của tôi sẽ được như thế này, sắc của tôi sẽ được như thế này, mong muốn là mai mốt mình sẽ đi sửa phẫu thuật thẩm mỹ là 1 năm nữa thôi, chờ đi em sẽ rất là đẹp. À, xong rồi mình ráng mong muốn nha, đợi đi 3 năm sau khi em điền răng nhìn em bằng cặp mắt khác này chị. Đó, rồi nhiều người như thế nào, mong muốn như thế nào nữa, chờ đó. Mấy năm sau là cái này đầu tư của em nó sẽ sinh lời. Đó, rồi có nhiều người nói còn vui hơn nữa, chờ sau 4 giờ chiều đi mới biết ai hơn ai. Đó, cái đó là mình toàn nói về cái gì, nói về tương lai không à, sống trong ảo vọng. Đây là tâm tham. Sống với tâm tham và tìm cầu. Mình mong một cái thọ của tôi sẽ như thế này, cái tưởng của tôi sẽ như thế kia, cái sắc của tôi sẽ như thế nọ. Cô nói sắc thọ tưởng hành thức thì quý vị không có cảm nhận được, nhưng mà cái đó là cái gì đây? Là cái sắc thọ tưởng, cái ngũ uẩn này của mình nè, mình sẽ đẹp hơn nè, mình sẽ giàu hơn nè, mình sẽ hiền lành hơn nè, mình toàn sống với tương lai không, đó là tâm tham đó nha. Hiện tại này phải sống hiện tại. Còn cái chuyện mà mình tưởng tượng những cái giấc mộng đem đến khoái lạc giác quan cho mình trong quá khứ thì quý vị hiểu được rồi đó, quá khứ không bao giờ nắm bắt được. Kể cả những người đã từng là hoa hậu thì mỗi năm người ta đều chọn hoa hậu mới. người đã được xem là đẹp nhất của thế giới rồi, nhưng mà năm sau có người đẹp nhất được bầu chọn không? Dạ có. Cái người được xem là gọi là cái gì ta, cái người mà ở trong Olympic mà được giải vàng là vô địch đúng không, nhà vô địch đúng không, năm sau có nhà vô địch mới không, luôn kỷ lục sẽ luôn được xác lập. Vậy chúng ta có thể sống với quá khứ không? Không. Rồi vậy đó là 4 câu đầu tiên. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Đều là những cái không nắm bắt được. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Câu này là thuộc nằm lòng. Chỉ có pháp hiện tại. Cái chúng ta có thể làm chủ được là cái gì? Hiện tại này, tuệ quán chính ở đây. Tuệ quán là gì? Vipassana. Vipassati, cái chữ này là chúng ta nghe nhiều lắm. Đi tu là phải có tuệ. Tuệ quán là cái thấy bằng trí tuệ. Tuệ quán là cái thấy bằng trí tuệ. Được chưa? Giờ bạn nào có pháp danh diệu trí, minh trí, thấy mình hay không? Một cái thấy bằng trí tuệ sáng suốt nha. Tuệ quán là cái thấy bằng trí tuệ. Nghĩa là thấy cái gì mà gọi là trí tuệ? Trong nhà Phật xem cái thấy như thế nào gọi là thấy trí tuệ? Trí tuệ là bát nhã đó, cho nên hồi nãy mới nói đây là tâm kinh của Nam truyền Phật giáo đó, bát nhã tâm kinh của Nam truyền Phật giáo. Vậy cái thấy trí tuệ là thấy rõ cái gì? Thấy rõ 3 đặc tính gì được xem là thấy trí, là người có trí nè. Khoa, nói đi con cho tỉnh ngủ. Thấy cái gì là có trí tuệ. Thấy cái gì với chánh kiến? Chánh trí là gì? Hệ cứu bạn được không? 3 đặc tính gì của các pháp? Vô thường, khổ, vô ngã. Đúng rồi, tuệ quán là thấy vậy đó. Thấy vô thường, khổ và vô ngã. Cái này cô nói quá chừng rồi. Cô giảng bài 130 là nói về cái khổ. Và quý vị nghe lại Phật học phổ thông khổ đế, cô cũng nói về cái khổ. Phải thấy rõ hiện thực là nó là khổ. Đức Phật tuyên ngôn khổ là chân lý của cuộc đời. Hiểu không? Sanh ra có khổ không? Sanh, lão, bệnh, tử, oán tắng hội. Yêu mà phải xa có khổ không? Ghét mà phải gặp có khổ không? Muốn mà không được có khổ không? Đó, vậy khổ có phải là chân lý chưa? Có, vậy thì cái tuệ quán phải thấy ra khổ là bản chất của cuộc đời. Mà mình không thích khổ, là mình đi ngược đời cho nên mình mới khổ. Chứ còn mình nếu mình chấp nhận được khổ là cái chân lý của cuộc đời, vậy mình có bớt khổ không? Bớt khổ được đó. Thứ hai là mình thấy vô thường. Cô nói hoài cái đoạn này tại sao mình khổ? Tại vì mình không chịu chấp nhận vô thường nên mình mới khổ. Hồi đó ảnh yêu con vậy đó cô, hồi đó lúc ảnh đi cua con vậy đó cô. Cứ cái hồi đó không mà trong cái tâm vô thường, cái hoàn cảnh vô thường, cái thân mình cũng vô thường. Cho nên cái tình cảm của cái người này đối với cái người kia có còn nguyên đó không? Sẽ không còn nguyên. Hồi yêu nhau nó khác, hồi cưới về nó khác, hồi sanh được một đứa con khác, sanh được ba đứa con nó khác nhau chứ. Nhưng mình cứ muốn nó phải ở trong cái trạng thái lý tưởng hoài hoài, mình không có chịu chấp nhận cái sự vô thường. Như hôm qua bé em nó đem hoa sen về cúng, cô nói là phải cắt gốc và phải ngâm tới ngập cổ nha, còn không là nó sẽ tím đen liền. Con không thể chưng được quá mấy tiếng, tại vì kinh nghiệm cô ở chùa cô chưng sen dữ lắm. Em nói không đâu cô, nó sẽ tươi, nó con thử con không có ngâm nước nó đi, con đem lên rồi nó đen thui. Mà giờ quý vị nhìn thấy đen thui không? Đen thui chưa? Ý là đã ngâm rồi đấy nè, cái này nó sẽ đâu có qua được tới ngày mai đâu, đúng không? Ý là đã ngâm rồi, nhưng mà bây giờ thời tiết đang 30 mấy độ như vậy, bông sen nó đâu có chịu nổi đâu. Bông sen nó phải ở trong nước, mà mình cắt đầu nó lên, mình để lên trên này thì mình phải chấp nhận cái sự vô thường là nó chỉ đẹp được trong một cái đoạn thời gian đó thôi. Nay mai kia mốt nọ nó phải thành ra, phải ra thùng rác thôi, chứ bây giờ mình tiếc nó quá. Tại vì mình lấy hết lòng thành kính, mình lựa từng cái bông sen đẹp nhất mình để lên trên đây, thì nó phải tươi hoài, không có được rụng. Nó rụng là mình buồn, rồi nó rụng xong rồi cô cũng không được dọn, cô phải để nguyên đó chứ, cô dọn cô đem ra cái thùng rác là không có được, đó là tổn thương con. Vậy cứ phải tự mình làm khổ mình không? Mình phải chấp nhận được cái hiện thực vô thường, hiểu ý không? Mình phải chấp nhận được cái hiện thực vô thường mình mới bớt khổ. Mình không chịu chấp nhận cái hiện thực vô thường cho nên mình khổ. Cái này cực kỳ quan trọng. Quý vị lúc mua cái iPhone, người ta có khuyến cáo quý vị mua thêm bảo hiểm không? Tại sao vậy? Tại vì người ta có kinh nghiệm rồi, nó có thể hỏng, nó có thể rớt nước, nó có thể bể. Cho dù là cái lúc đó người ta quảng cáo iPhone này là xịn sò nhất, đúng không? Rồi khả năng ấy, rồi tôi cô nói đó tùm lum tà la, nó phải có khả năng hỏng cho nên người ta mình mới kêu mình mua bảo hiểm. Vậy cái điều này nó chứng tỏ một cái điều gì? iPhone có bền vững không? Có xịn sò nhất không? Nó có thể bể, nó có thể rớt nước, nó có thể bị mất. Nhưng mà mình có chấp nhận không? Không, mình bỏ hơn cả triệu ra mình mua, nó phải đẹp hoài chứ, nó không được nứt chứ, nó không được mát, nó không được rớt vô nước. Nhưng mình có bảo đảm là nó không được rớt vô nước, còn mình còn sơ hở mình rớt vô nước nữa, hồi nãy nghiệp. Ai nó đòi nhúng nước bé Thảo vô dòng suối kìa, thế mình còn bị rớt vô nước chứ đừng nói iPhone không rớt nước. Vậy thì chúng ta thấy là nếu như mình không thấy được cái vô thường nữa, mình khổ ghê lắm. Mình sẽ khổ đau khi cái iPhone mình bị bể. iPhone người ta bị bể kệ người ta, nhưng iPhone mình bị bể là không được, đúng không? Hoặc là anh nào đó yêu cô nào đó có thể thay lòng đổi dạ kệ nhỏ đó, nhưng mà nếu mà bồ mình mà quen người khác mình có kệ được không? Không kệ được. Nói thật lòng mình đi, đúng không? Chồng người ta ngoại tình mình cũng bất bình đó, nhưng mà chồng mình ngoại tình mình còn ngồi yên được không? Không, phải truy ra tới cùng. Con nào là con gái thứ ba? Không có hiền đâu quý vị. Tại lúc đó tại sao mình không chấp nhận được cái sự vô thường, mình không chấp nhận được cái sự thay lòng đổi dạ của cái người đó. Hồi đó anh đó yêu một mình em mà, sao bây giờ anh yêu nhỏ đó nữa? Hồi đó là cái câu chuyện của hồi đó, cái tình cảm nó có thể thay đổi chứ, đúng không? Cho nên mình thấy cái sự vô thường này nếu mình không chấp nhận được á, mình rất là khổ đau hoài luôn. Mà nhiều người không thấy vô thường cho nên sao? Hiện tuổi trẻ là sao? Phải đi kiếm tiền. Tuổi trẻ là tuổi trẻ phải đi kiếm tiền. Câu quan trọng phải nói 3 lần. Tại ngày xưa cô cũng đã từng như vậy đó. Cô đem hết tất cả năng lực, trí óc, tuổi xuân, nhiệt huyết của mình để làm gì? Để kiếm cho thật nhiều tiền, để mình chứng minh cái đẳng cấp của mình, để chứng minh cái trình độ của mình, chứng minh cái độ thành công của mình qua cái tài sản mình sở hữu, qua cái địa vị mình được thăng chức. Cho tới một ngày đó giác ngộ ra được là đừng có đợi tới già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Nhiều người nói sao trẻ vui nhà, già mới vui chùa. Chắc mình ở tới già không? Chắc mình sống tới già không? Rồi chắc tới già mình khỏe để mình đi chùa học, đúng không? Chắc tới già mình, thứ nhất mình có chắc mình sống tới già không? Chắc tới già mình còn khỏe để đi chùa không? Chắc tới già mình không lẫn để mình có thể niệm Phật được không? Không có gì chắc được hết. Nhưng bây giờ kêu tu là không. Tại sao? Tại bận kiếm tiền. Đúng rồi, bận ghê lắm, bận dữ lắm. Ngày xưa cô cũng vậy mà, nghe một cuộc điện thoại của mẹ có 2 phút thôi, không kiên nhẫn mẹ cúp máy đi, con bận ghê lắm. Không biết bận cái gì mà bận khủng khiếp lắm. Bận mà tới chủ nhật cũng không có rảnh nữa. Kiếm cho thiệt nhiều tiền rồi sao? Đi bác sĩ chữa bệnh. Đúng rồi, tiền kiếm được nó sẽ tỷ lệ thuận với cái stress và cái mình công sức mình bỏ ra chứ. Vậy mình có khỏe hoài được không? Không. Cô nói cô biết ơn cái cơn bệnh mà trầm kha mà mình đã gặp ở cái tuổi rất trẻ như vậy, để cho mình thấy rằng trẻ như vậy, khỏe như vậy, mình vẫn có thể nằm một đống không làm ăn gì được như vậy. Đừng có ỷ vào cái tuổi trẻ mà mình có thể buông tuồng, mình ham chơi, mình thức thâu đêm suốt sáng, mình đốt mình vô những cái cuộc chơi mà nó thiêu thân. Không, tuổi trẻ phải dành cái thời gian, cái năng lượng, cái nhiệt huyết đó để vun bồi công đức lành và tu tạo thiện nghiệp. Bây giờ hồi sáng lạy 108 lạy với sư cô, ai lạy hết 108 lạy giơ tay cô xem. Đa phần là lạy được hết, thấy chưa? Các bạn không giơ tay là các bạn mới đi chùa trẻ đúng không? Hồi sáng không lạy được cái nào. Còn các bạn hồi sáng mà đến từ sáng có lạy đủ hết không? Lạy đủ. Nhưng mà bây giờ nếu một bác mà 7-80 tuổi mà kêu lạy 108 lạy, chưa chắc. Tại sao? Nó rơ hết rồi. Nó hết hạn sử dụng rồi. Qua 60 năm cuộc đời là giống như đồ hàng khuyến mãi rồi, được năm nào mừng năm đó thôi. Ví dụ bồ lon con tán nó lăn ra rồi là có thể là sao hả? Nó giãn tĩnh mạch, nó đau cơ, nó đứt dây chằng, nó cúi xuống không được. Có nhiều người cúi xuống đâu có được, ngồi bẹp đất như vậy cũng đâu có được, phải ngồi tại chùa. Sao mà chùa mình có mấy cái ghế vậy để cho đại biểu quốc hội ngồi đó, thượng tọa ngồi không đó, thì đâu có ngồi dưới đất được, cái chân nó đau. Thiệt, nhiều bác đến chùa đây là dịnh không cách nào ngồi bẹp đất được, phải ngồi trên cái ghế tại cái giò nó đau quá, co lại không có được. Mà bây giờ kêu ngồi thiền nửa tiếng ngáp qua ngáp lại, nhưng mà quý vị ngồi được không? Vẫn được, gồng được. Đang sao vậy? Đang trẻ. Mà đợi tới già rồi lúc đó gồng được không? Gồng thở cái được là mừng rồi. Theo cô nói là phải có Phật tử, người ta nói sao ta sớm, người bình thường người ta nói sớm còn tối mất, cái đó là còn chưa có thấy vô thường đó. Nếu như thấy vô thường trong nhà Phật thì sao? Phải thấy vô thường trong từng sát na. Mình có tự nhiên già thành bà già 80 tuổi không? Mình đang già thì từng ngày mà, chứ đâu phải tự nhiên hôm nay mình 20 tuổi cái ngày mai cái mình thành bà già 80 không. Vậy thì á, hôm nay mình là cô gái 20 với lại 60 năm sau mình thành bà già 80, vậy có phải mình già đi mỗi ngày không? Mỗi ngày mình phải đều già đi để tới cái giai đoạn đó mình thành bà già chứ. Vậy mình phải chấp nhận chúng ta đang già đi từng ngày không? Có. Không ấy mình đem cái hình 10 năm trước mình ra mình coi lại coi, trời hồi đó coi cũng được quá ha. Đó mà bây giờ mình đâu có coi được mấy đâu. Mình bắt đầu có dấu hiệu có vết chân chim, bụng bắt đầu hơi sổ ra. Ngày xưa thấy eo ọt được cũng dữ lắm mà bây giờ hít thở không mà nó cũng bự ra nữa. Là sao? Nó bắt đầu hết hạn sử dụng rồi, nó lão hóa rồi. Không phải giỡn đâu. Rồi mới thấy vô thường trong từng sát na, mình phải thấy mình đang sinh diệt từng ngày nè. Cho nên mới có cái câu gì dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay ai biết ngày mai. Cho nên bài kinh này nãy có kênh Nhất Dạ Hiền Giả, coi qua một đêm coi có còn không. Hồi tối hôm qua ngủ để đôi dép dưới giường hả? Sáng còn xuống mang không? Cho nên cô nói quý vị phải sáng sớm mà mở mắt ra mà thấy mình còn đang tay chân ngọ ngoại được, mắt mở được, mình phải nói trời rất là hạnh phúc. Hôm nay con cực kỳ hạnh phúc, con phải biết ơn cuộc đời vô cùng, chứ phải sáng dậy nghe đồng hồ báo thức trời ơi lại đi làm. Thế rồi tại sao phải thức dậy đi làm? Mình không thấy được cái việc mà mình còn tồn tại, mình còn mở mắt ra được mỗi ngày, đó là một phép màu. Mà tay chân mình còn cử động được, mình còn có công việc để làm ra tiền, cái đó là một phép màu. Mà mình không thấy đó là phép màu. Có nhiều người nằm một đêm sáng ra đi luôn, cứng ngắc. Có người nằm một đêm sáng ra đột quỵ, liệt hết nửa người, rồi sao? Nhưng mình nằm một đêm sáng ra mình vẫn ngon nghe được như thường, mình vẫn vừa đi vừa lẹp bẹp được. Cho nên sáng dậy phải biết ơn cuộc đời. Sáng dậy cười một cái, tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi mình quá là dễ thương. Sư cô luôn cảm thấy như vậy đó. Thiệt. Còn ai không thấy mình dễ thương thì tại người ta không có không có nhìn ra cái chỗ dễ thương của mình thôi. Chứ còn mình tự thấy mình dễ thương cũng được vậy, đúng không? Được quý vị. Hả? Cô đọc lại bài đó đi hả? Tự luyến. Sáng dậy cười một cái, đọc theo đi. Sáng dậy cười một cái. Tự soi mình trong gương. Tự soi mình trong gương. Trời ơi không tin nổi. Trời ơi không tin nổi. Mình quá là dễ thương. Thiệt. Sáng dậy mình phải soi mình trong gương, cười một cái, trời ơi, mình quá là dễ thương. Mình mà còn không thấy mình dễ thương thì ai thấy được cái điểm dễ thương của mình, đúng không? Cho nên cô nói là cái việc mà sáng dậy mình mở mắt ra mà mình còn sống được, mình bước xương, mình xỏ vô đôi dép được, mình đấy là biết ơn chưa? Có rất nhiều người tỷ phú đại gia chi rất nhiều tiền để được thở thêm một chút xíu, để được sống thêm 1-2 ngày, nhưng mà nếu thần chết để chỉ điểm rồi có được không? Không. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kể cả một bậc vĩ nhân hay là một bác sĩ đại tài mà tới lúc hết tuổi thọ rồi có thể cứu được mạng sống của mình không? Không. Kể cả những người là anh hùng dân tộc mình đã rất là kính yêu, mình có muốn người đó ra đi không? Không. Kể cả những vị pháp chủ, những vị đại lão hòa thượng mình đã rất là tôn trọng, đã là lãnh đạo của Phật giáo toàn cầu chẳng hạn, lãnh đạo tinh thần tôn giáo của toàn cầu, ra đi là cả một cái mất mát lớn. Mà các vị có phải đi không? Dạ có. Vậy thì có phải mỗi ngày mình được sống ở đây là mỗi một phép nhiệm màu không? Nếu mình biết sống với hiện tại, thực tại, nhiệm màu như vậy, vậy mình có trân trọng cái ngày hôm nay không? Cái ngày còn sống này mình sẽ làm cái điều gì tốt đẹp cho mình? Chứ mình không có rảnh đi nấu sói. Bây giờ cô mới kiến thức này để mới được tiếp thu. Hồi sáng có đứa nó mới nói cô chùa mình nhiều đầu bếp lắm, là cô nghi người, tại vì mấy em trong bếp luôn luôn thiếu người, tại sao nhiều đầu bếp cô? Cứ nó nói nhiều đầu bếp đó cô, nhưng mà chỉ nấu có một món rồi, hỏi món gì? Món nấu sói. Là nói xấu người ta đó. Bây giờ nó dịch không ra luôn, học tiếng Hàn thì chưa có thuộc mà quên tiếng Việt rồi. Đời đó. Thì chúng ta nếu như mình trân trọng từng ngày mình đang có, mình biết vô thường có thể tới bất cứ lúc nào, mình có rảnh đi nói xấu người khác không? Mình có rảnh đi thị phi không? Mình có rảnh đi làm nghiệp ác không? Mình sẽ tranh thủ từng ngày 8 tiếng đồng hồ đi làm kiếm tiền xong, còn lại chi? Để nuôi dưỡng thân tâm của mình. Nuôi dưỡng thân tâm của mình, làm nhiều việc thiện cho chính mình có hạnh phúc an vui thì chồng con cha mẹ mình mới có hạnh phúc an vui, đúng không? Cô nói với vị hoài đó, không phải là đợi tới Vu Lan báo hiếu mới báo hiếu cha mẹ, báo hiếu phải từng ngày. Mà từng ngày báo hiếu bằng cách nào? Quý vị sống hàng ngày mà cờ bạc, rượu chè, ma túy, bệnh lậu các kiểu, quý vị sống từng ngày mà trong khổ đau vì một cái mối tình phụ bạc, cha mẹ mình mất 9 tháng để cho mình trái tim khỏe mạnh, nhưng mình lại bị đau tim vì một cái người không thương mình, mà mình sống với cái nỗi đau thất tình đó, mình cảm thấy tự hào vô cùng. Mình phải thấy là mình rất là có lỗi với cha mẹ mình. Mình báo hiếu cho cha mẹ bằng từng ngày cái hành động mình tồn tại, mình sống ở đời này, nó đóng góp cho gia đình, cho xã hội. Ít ra không đóng góp được cho ai, không giúp đỡ được cho ai thì cũng không làm hại ai. Thì như vậy là báo hiếu cho cha mẹ đó. Cha mẹ có vui không khi mình bệnh đau, đúng không? Ngày xưa cô nói đó, khi mà cô bệnh mà tới mức độ mà nằm đó mở mắt không ra, tay không múc được cái muỗng cháo để vô ăn với mình đó, cái bạn roommate, cái bạn cùng phòng mà nấu cháo nuôi cô đó, bữa đó bạn bất nhẫn tới độ mà bạn nấu xong chén cháo bạn dầm cái bực xuống cái giường cô đang nằm vậy nè. Lúc đó chưa đi tu, bạn nói chứ mày có thấy là nếu như mẹ mày biết mày đang nằm như vậy thì mẹ mày sẽ nghĩ như nào không? Câu đó giống như là tâm kinh cho cô bừng ngộ luôn. Người ta là người dân nước lã, chỉ ở cùng phòng với mình thôi, mà mình bệnh lê lết tới mức độ mà ở cái độ tuổi đó mà một muỗng cháo mình không tự múc vô miệng mình ăn được. Thì nếu là mẹ ruột mình đẻ ra mình nhìn thấy cái cảnh của mình thì mẹ mình có vui không? Mẹ có cần mình gửi tiền về nhà nhiều mà để con mình nằm lê lết như vậy, sống từng ngày không có hạnh phúc và bình an không? Đó. Cho nên nếu như mà mình còn thương ba mẹ mình còn thương thầy tổ mình còn thương Đức Phật mình phải sống hết sức trọn vẹn từng ngày, sống khỏe, sống vui, sống lành và sống an. Đó là báo hiếu tối thượng. Cho nên quý vị đừng có tùy tiện nói là quý thầy, quý sư cô là người bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ đi tu. Không. Báo hiếu tối thượng là mình sống một cuộc đời trọn vẹn, không làm cho cha mẹ phiền lòng, thương yêu cha mẹ đúng cách, hướng dẫn cha mẹ biết tin nhân quả, biết làm lành đánh thiện. Và nếu là bậc thánh quả xịn sò như Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên còn có thể an trú cha mẹ và chánh pháp, đúng không? Đó là báo hiếu tối thượng. Chứ không phải là mình kiếm rất nhiều tiền mình gửi về cho cha mẹ, nhưng một lời nói dịu dàng, hoặc là không cần nói, chỉ cần ngồi nghe cha mẹ tâm sự thôi. Mình cũng không có kiên nhẫn, lèm bèm. Mình hay nói ba mẹ mình lèm bèm, chansurimana. Cô tư vấn mấy đứa nhỏ ở Hàn Quốc này nè, câu nhiều nhất mà cô nghe được là nó nói là Omma chansurimana. Nó nói là mẹ con lèm bèm suốt ngày, bực lắm cô. Nó không có đủ kiên nhẫn để nghe mẹ nó nói một câu nữa. Vậy có thật có hiếu không? Không có hiếu đâu nha. Đó. Vậy tuệ quán là cái thấy vô thường, cái thấy khổ và cái thấy vô ngã. Nói cái chữ vô ngã nữa là tới sáng mai. Cho nên bây giờ sao giờ? Chết rồi, cô thật là chủ quan. Cô nghĩ cô sẽ giảng 4 bài trong một buổi nhưng mà 6 câu kệ cô giảng chưa xong nữa. Thật sự nó là tinh yếu của Phật pháp. Cho nên không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Vậy cái hành giả biết mọi thứ nó là vô thường, vô ngã và khổ, cho nên biết như vậy mới tu tập. Mình phải biết hiện tại cho nên mình mới tu tập đó. Hiểu ý cô nói không? Mình biết hiện tại cho nên bây giờ mình mới đang lo tu nè. Chứ mình còn tưởng tượng là mình sẽ còn khỏe hoài, giàu hoài, mạnh giỏi hoài là mình sẽ chưa tu bây giờ đâu. Hiểu không? biết như vậy, biết cái vô thường mong manh có thể tan hoại bất cứ lúc nào. Cho nên bây giờ mình phải tu tập ở đây. Phần sau còn có dài lắm nha. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, tức là có bây giờ mình đang nỗ lực kiếm tiền, nhưng mà mình có biết là ngày mai mình có thể là ngày cuối cùng của mình chết không? Trong Kinh Pháp Cú có một cái câu Đức Phật thấy đó, thấy cái ông thương gia đó, ông lội qua bờ sông, ông mua quá chừng là đồ đạc luôn, ông nghĩ tới 3 tháng tiếp theo ông sẽ kinh doanh cái gì. Nhưng mà Đức Phật là bậc tuệ giác, Ngài nhìn thấy thọ mạng của ông chỉ trong vòng 7 ngày nữa thôi. Mà trong khi bây giờ ông ngồi bên bờ sông, ông tính cái chuyện là ông đi buôn mà, lái buôn mà. Cho nên ông tính chuyện là ông sẽ tích trữ hàng hóa, ông bán cái gì, ông mua ở đâu, được cái chặng về, ông sẽ đi qua cái thành nào, ông sẽ trở nên giàu có, ông sẽ kiếm số tiền này. Đức Phật nhìn thấy ông tính toán miệt mài, nhưng ông không có biết một chuyện, ông không có tính được là khi nào ông chết. Mà Đức Phật thấy là ông chỉ còn có 7 ngày nữa là ông hết thọ mạng rồi, Đức Phật mỉm cười. Mà Đức Phật không tự nhiên mỉm cười, cho nên Ngài A Nan rất là hiểu. A Nan mới quay qua bạch Phật là tại sao Đức Thế Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn nói này A Nan, hãy nhìn trưởng giả kia, ông ta chỉ còn 7 ngày để sống thôi. A Nan mới chạy đến mới nói trưởng giả này, trưởng giả ông đừng có tính toán nữa. Thế Tôn nói ông chỉ có 7 ngày nữa thôi, bây giờ ông làm cái gì đi. Có gia hạn được tuổi thọ không? Không, hết rồi là không có gia hạn được. Như là đèn hết, dầu hết, tim hết thì tới đó nó phải lụi thôi. Làm cái gì quý vị, mà nếu ai đến nói quý vị 7 ngày nữa quý vị sẽ không còn tồn tại nữa, bây giờ quý vị sẽ làm gì đầu tiên? Hả? Làm gì? Hả? Dịch lại cho mình, đấm cái người đến nói cho mình biết. Vô mình tới vậy là cùng. Bởi vậy đâu có được gặp Phật với Thánh Tăng. Chán đời thiệt chứ. Không, nói chứ không có phải nói giỡn, không có phải nói ghẹo là mày sắp chết rồi hay kiểu trù rủa, không, báo thiệt cho mình biết cái tuổi thọ. Ví dụ bác sĩ đi, báo là hơi hết rồi đó, giai đoạn cuối rồi đó, muốn ăn gì ăn, muốn làm gì làm đó. Thì lúc đó mình làm cái gì? Mình làm cái gì? Không phải mình tích cực mình làm lành để còn bòn chút cái tư lương gì không? Hiểu ý cô nói không? Thiệt sự luôn đó. Nói gì nữa? Nói to mới nghe. Đúng rồi. Cho nên bây giờ mình đang còn ngon lành, mình nên làm không? Nên. Thật sự luôn, không phải là hù quý vị đâu. Nhưng mà mình có biết khi nào mình chết không? Không, cô đây cũng không biết mà. Rồi mình có biết mình chết mình đi về đâu không? Không, nếu biết thì đỡ quá rồi, đâu phải lo nữa. Vừa cô nói hoài cái vụ mà cô đi leo núi, cô gặp con rắn hổ mang đầu đỏ đó. Nếu cô biết tới lúc đó cô sẽ gặp cái con đó, cô đâu cứ leo núi ngày đó. Không, nó thành ngày giỗ của cô rồi. Hôm đó là thiền có ông bà gánh còng lưng mà cũng Phật độ dữ lắm luôn á. Chỉ có 2 giây đó mà cô thoát được. Nó đang vậy rồi mà cái đầu tam giác nó đỏ chói giữa cái nắng hè. Trời ơi, cô nhắc đến cô còn nổi hết da gà từng cơn như thế này. Vậy cô có điều đình được với rắn không? Ê rắn, cô muốn chết, tao cũng không có tính hại mày, mày có thể sang ngồi chỗ khác không? Không biết bữa nay mày tha cho tao đi, tao thứa chứ mày từ đây về sau tao sẽ không đi ngang cái hang mày nữa. Cô có nói chuyện được với nó như vậy không? Không, nếu thực sự hôm đó của cô là tuổi thọ hết rồi thì cô lên bàn thờ rồi. Vậy cho nên, cô nói thật sự luôn á. Đây, Đức Phật nói đây, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chẳng những một thần mà còn cả đại quân nữa. Trú như vậy, nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Mình thấy là mình không làm chủ được cái mạng sống của mình luôn á. Vậy mà mình đòi làm chủ trái tim ai đó. Tự mình rước khổ đời thân, xa xôi khổ xe đi tà. Đó. Đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tĩnh trầm lặng. Thôi không có để lố giờ nữa, em phải đi đảnh lễ hòa thượng. Bài này mà giảng nữa, cô có thể giảng 1 tháng nữa. Nhưng mà nếu như mà cô thấy cái phần nào mà cô chưa giảng á, thì bài sau mình sẽ có 1 bài nữa để giảng 3 bài còn lại, được không ạ? Rồi, cho nên mình đừng có sợ là mình mất bài ha. Tóm lại hôm nay chúng ta thấy là Đức Phật dạy mình Vipassati là cái thấy bằng trí tuệ, bằng tuệ quán, nghĩa là thấy rõ được bản chất của các pháp là khổ, vô thường và vô ngã. Bản thân mình có phải là khổ, vô thường, vô ngã không? Dạ có, thử đau răng nhức đầu coi thấy khổ tới chưa? Khổ tới. Lỡ mà ung thư một cái thấy tiền tới không? Dạ tiền ra đi, khổ tới, tiền đi. Đó, cái tập hợp ngũ uẩn này là cái khổ đó, không phải giỡn đâu. Rồi, mình có thấy mình vô thường không? Có. Vừa rồi mình thấy có một cái khóa tu ở nước ngoài không? Bão lốc xoáy tới một cái mà sập luôn nguyên cái nhà ăn dựng lên không? Vô thường. Ngay cả chùa mình vậy nè, bữa trước cô nói mà cái cơn mưa dầm, cơn mưa lũ vừa rồi mà nó tiếp tục mưa thêm 1 tuần là có phải trôi luôn chùa rồi chưa? Thì có trôi luôn cô chứ giỡn đâu. Cho nên là may là nó ngưng mưa lại, phải không? Thành ra mình thấy là trước thiên tai địch họa, mình cái mạng sống mình nó mong manh vô thường vô cùng đó. Chứ không phải mình nghĩ là mình xây lên cái chùa bê tông cốt thép vậy là chắc không sao đâu. Ở đó mà không sao đâu, nó chịu đựng được cái bao nhiêu cái độ Richter khi mà động đất thôi, chứ còn vượt qua cái độ đó có chết không? chết chắc, cho nên không có cái gì chắc chắn, nhưng mà chắc chết là chắc chắn. Cho nên mà giờ mình không thấy được, mình không thấy được cái đó thì mình sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều tài sản càng tốt, đúng không? Mình sẽ cố gắng quơ vào càng nhiều càng tốt. Mà quý vị để ý dạo này có những cái đại án ở Việt Nam khủng khiếp không? Có những đại án mà cái con số mà mình đếm hoài mình không có thấy hết luôn. Những cái tài sản khổng lồ tạo ra từ những cái tội ác khổng lồ, mà mình có đủ phước để mình hưởng cái tài sản khổng lồ đó không? Không. Nhưng mà mình hưởng được cái gì? Nguyên một cái khối ác nghiệp khổng lồ. Ai lãnh? Đúng rồi. Cho làm ăn phải bằng cái chánh mạng. Đức Phật dạy Phật tử là kiếm tiền chân chánh. Quý vị biết chánh mạng là gì thì nghe lại bài giảng chánh mạng của sư cô đã giảng rồi. Phật tử tuyệt đối không tạo nghiệp xấu qua cái việc mà mình kiếm sống ở trên đời. Cho nên cái tiền thì nó có thể mất đi, nhưng cái nghiệp ác nó có mất đi không? Dạ không. Mình tạo ra một khối tài sản khổng lồ, nhưng mà mình sẽ phải lãnh một cái khối quả ác khổng lồ. Chứ còn cái khối tiền mà mình đã lừa đảo được hoặc mình tạo ra được bằng những cái biện pháp bất chánh đó, chưa chắc là mình đã hưởng được. Hiểu không ạ? Cho em thấy cái sự mong manh vô thường ở trên cuộc đời. Thậm chí mình mà lên tới một cái trình độ mà thiệt là cao, mình có là tỷ phú đại gia tổng thống cái kiểu, mà mình bị ám sát một cái là sao? Chết một cái, còn ai để mà hưởng của trên đời. Rồi bây giờ mà mình đang sống này mà cô hay nói với anh chị em thương còn không hết, ghét nhau chi. Chết một cái còn ai để giận hờn. Mà trong khi người ta đang sống với mình thì mình cứ giận hờn, mình bắt bẻ từng chút. Người ta nói một câu gì mình không vừa lòng là mình bắt bẻ. Cô đây nè, bị bắt bẻ khủng khiếp. Thậm chí Phật tử đi chùa, phụng sự viên đi chùa, cô có thể tử tế 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhưng sơ hở cô nói một cái câu gì mà các bạn không vừa lòng là lập tức các bạn lật mặt liền luôn. Trên mọi mặt trận luôn. Cái đó là gì đây? Không phải đơn giản đâu. Cho nên là mình thấy cái phước nó mới còn, còn cái tài sản là nó không bảo đảm, cho nên là mình phải tu tập sao mà không bị lay chuyển trước cái khổ vui do cái ngã chấp này. Mình còn giận hờn là mình còn chưa nghĩ đến ngày mai cái hũ tro này nằm cạnh cái hũ tro kia, vô hai cái nhà cốt. Lúc đó có nói ê tao ghét cái hũ tro này, đừng để cái cốt tao kế bên cái cốt đó không? Không có cơ hội để nói nữa. Cho nên chết một ai cái không còn ai để mà giận hờn. Thành ra mình nghĩ là mình cũng sẽ đi đến thành cái hũ tro. Bạn kế bên mình, cái người đã từng gây khổ đau cho mình cũng sẽ đi tới cái hũ tro. Bớt ghét lại, bớt giận hờn lại, bớt chấp cái ngã lại. Mình sống bình an cho chính mình. Mình tha thứ cho người không phải vì người đáng được tha thứ, mà chính mình đáng được bình yên. Cho nên mình đi tu là mình hiểu được cái đó đó. Hiểu được là không truy tìm được quá khứ, không ước vọng được tương lai. Quá khứ với tương lai đều qua rồi và chưa tới. Cái hiện tại là cái mình nắm bắt được. Và cái mình tu tập là mình không lay chuyển trước khổ vui, được không ạ? Đã biết cuộc đời là có khổ, vậy thì mình không có lay chuyển với khổ vui. Các thiền sư lớn cũng dạy mình đó. Tu không phải để hết khổ. Hết khổ lấy gì tu? Nhưng mà tu sao? Thấy cảnh, tâm không động. Đó chính là công phu. Nghĩa là giữa khổ vui của đời mà mình không khổ không vui, mà mình thành tựu chưa? Thành tựu. Đó. Cái phần mà tựa đề bài kinh cô giảng qua bài sau ha. Ba bài còn lại thì chúng ta hồi hướng chỗ này để trễ quá rồi.